Kem chống nắng là một mỹ phẩm không thể thiếu đối với toàn thể chị em phụ nữ bởi công dụng giúp bảo vệ da khỏi khói bụi, ô nhiễm và những tia bức xạ gây hại. Chống nắng trang điểm Eco Earth Power Benson Cream 50g là một dòng kem được nhiều chị em tin dùng và ưa chuộng. Thành phần và công dụng của kem chống nắng trang điểm Eco Earth Power Benson Cream. Kem chống nắng trang điểm Eco Earth Power Benson Cream 50g với thành phần công thức chứa nước sét hồng còn gọi là Calamin Powder giúp da kháng khuẩn và làm dịu rất nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời còn có khả năng điều tiết dầu nhờn trên da, tái tạo một lớp biểu bì mới làm cho làn da trắng sáng và khỏe khoắn hơn. Nước sét hồng là thành phần thích hợp sử dụng cho da mụn. Ngoài ra trong công thức có chứa thành phần được chiết xuất từ những loài cây với nhiều tác dụng hiệu quả lên da và lành tính giúp hóa giải cho sự căng thẳng của da. Thành phần chiết xuất từ cây moringa có tính làm sạch rất cao giúp bảo vệ da khỏi những tác hại từ bên ngoài môi trường và duy trì tình trạng da khỏe mạnh, giảm lão hóa. Chiết xuất từ cây maca dịch chiết chứa nhiều vitamin C, D và E giúp tăng collagen, chống lại các gốc tác hại làm tổn thương da, nhất là tác hại tia UV. Chiết xuất liệu thảo mộc có khả năng làm dịu da hiệu quả khi da tiếp xúc với tia UV. Chiết xuất từ hoa hồng Rosa Damascena Flower giúp cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, có khả năng kháng khuẩn và ức chế khá hiệu quả sự tăng trưởng của một số vi khuẩn trên da. Chiết xuất từ cúc la mã giúp làm dịu da, kháng viêm và dưỡng ẩm, đặc biệt đối với làn da đang bị kích ứng có tình trạng viêm đỏ hoặc bỏng nắng do tiếp xúc lâu dưới mặt trời. Kết cấu kem chống nắng trang điểm Eco Earth Power Benson Cream ẩm mịn, thẩm thấu nhanh lên bề mặt da, có màu ánh hồng và nâng tông da đắng hồng tự nhiên. Ưu điểm của kem chống nắng trang điểm Eco Earth Power Benson Cream 50g. Ưu điểm đầu tiên khiến cho các tín đồ makeup chọn kem chống nắng trang điểm Eco Earth Power Benson Cream thay cho kem nền bởi tác dụng nâng tông da trắng hồng tự nhiên, ngăn chặn tác dụng xấu của tia UV. Khi sử dụng Eco Earth, bạn có thể thay cho kem nền, vừa nhanh vừa tiết kiệm được thời gian. Hơn nữa, sử dụng kem chống nắng trang điểm Eco Earth là dòng mỹ phẩm có giá cả bình dân giúp học sinh, sinh viên tiết kiệm chi phí nhưng lại có hiệu quả cao. Xuất xứ: Hàn Quốc, Korea, thương hiệu The Sim.